xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 28 tháng 5 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Con giáp này dễ gây sai lầm và hậu quả nghiêm trọng trong giai đoạn này vì sự bất cẩn thiếu tập trung của mình. Nếu có khó khăn quá, bản mệnh đừng quên nhờ tới sự hỗ trợ của những người xung quanh. Tình cảm Vận trình tình cảm có bước tiến đặc biệt. Mối quan hệ tình cảm của tuổi tí với nửa kia luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của mọi người xung quanh. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu quyết định tiến tới hôn nhân. Tài chính vận trình tài lộc có chút bất ổn, nguồn thu nhập bị chững lại do ảnh hưởng của công việc khiến cho chuyện chi tiêu trở nên khó khăn hơn thường ngày. Cẩn trọng, sức đề kháng giảm sút, tâm trạng không tốt nên không tập trung hoàn toàn trong công việc. Tuổi giáp tỷ, đây không phải là lúc xem thường sức khỏe. Tuổi bính tỷ, vận trình tình cảm gặp nhiều xáo trộn. Tuổi mậu tỷ, tiền bạc khá chật vật khó khăn. Tuổi canh Tý bạn lành lùng nên hàng xóm láng giềng né tránh. Tuổi Nhâm Tý, người độc thân khó khăn trong việc mở lòng. Con số may mắn số 1, số 9, màu sắc may mắn màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. 2. tử vi hàng ngày của tuổi Sửu, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi dễ dàng nhờ khả năng quan sát tinh tế, nhạy bén và có tính cầu tiến. Con giáp này hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng. Tài năng được công nhận, con đường thăng quan tiến chức mở rộng, giúp cho con giáp này. Tình cảm, vận trình tình cảm, gặp nhiều may mắn. Nhờ các tinh nâng đỡ nên người độc thân sớm tìm được mỗi nhân duyên tốt lành. Cuộc sống gia đình luôn được viên mãn hạnh phúc khiến cho nhiều người không khỏi ghen tị ngưỡng mộ tài chính vận trình ta lộc tăng tiến nguồn thu nhập tăng nhanh đem lại cho người tuổi sửu cuộc sống đủ đầy sung túc bản mệnh có thể an tâm bỏ đi gánh nặng cơm máu gạo tiền cẩn trọng tình hình sức khỏe gặp vấn đề liên quan tới dạ dày do ảnh hưởng của ngũ hành thổ phượng tuổi ất sửu mọi thứ hôm nay sẽ tùy thuộc vào cảm xúc tuổi đinh sửu bạn cử lạc quan và tự tin thì dễ đạt thành công tuổi kỷ sửu rắc rối đến từ cách ăn nói của bạn tuổi tân sửu tránh ăn quá nhiều đồ dầu mỡ cay nóng tuổi quỷ sửu đây là thời gian bạn được nghỉ ngơi con số may mắn số 22 số 19 màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi dậu ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc. Vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Nhiều khả năng con giáp này sẽ xảy ra xích mít xung đột gay gắt với đồng nghiệp. Môi trường làm việc tập thể thiếu thoải mái, vô tình kiềm hãm khả năng phát triển sáng tạo của bản mệnh. Tình cảm, vận trình tình cảm, bình ổn, cuộc sống gia đình trải qua nhiều sóng gió mới được ấm êm, thuận hòa dù rằng khó tránh khỏi những hiểu lầm, mâu thuẫn, nhưng chỉ cần người trong cuộc biết nhẫn nhịn thì mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa. Tài chính Vận trình tài lộc bất ổn, nguồn thu nhập không ổn định khiến cho cuộc sống của người tuổi này rơi vào tình trạng tủng thiếu chật vật hơn mọi khi. Cẩn trọng Người tuổi sụ có tính cách nóng nảy, bảo thủ và cổ chấp, nên gây mất thiện cảm với cẩn trọng, tính cách nóng nảy, bảo thủ và cổ chấp gây mất thiện cảm nhiều người. Tội giáp dân, không bỏ ngoài tai những lời góp ý từ bạn bè. Tội bính dân, giữ tỉnh táo sáng suốt để đưa ra quyết định. Tội màu dân, không vội nghe theo lời của kẻ sưu nịnh. Tội canh dân, đề phòng những kẻ lạ mặt làm quen. Tội nhâm dân, dù tài năng cũng đừng xem thường mọi người. Con sổ may mắn số 32, số 65. Màu sắc may mắn màu nâu. Quý nhân phù trợ. Tuổi tuất 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc. Phần trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Sự thông minh, khéo léo đem lại cho bản mệnh nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Tuy nhiên, sự chủ quan và cố chấp có thể phá vỡ mọi thành quả mà con giáp này đạt được trong khoảng thời gian trước. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa, người độc thân biết bày tỏ cảm xúc của mình một cách khéo léo nên dễ dàng chinh phục được người mình thầm thương trọng nhớ. Tình cảm vợ chồng không vì những áp lực bên ngoài mà trở nên xào xáo nặng nề. Tài chính, vận trình tài lộc vượng sắc nguồn thu nhập chính ổn định, giúp cho người tuổi mạo đón nhận thêm tin vui bất ngờ liên quan đến vấn đề tiền bạc trong ngày, nên cuộc sống trở nên dư giả hơn. Cẩn trọng, cảm xúc bất ổn khiến cho người xung quanh cảm thấy mệt mỏi khi phải cố gắng nắm bắt. Tuổi ất mạo nên có sự lắng nghe, kết nối với mọi người trong nhà. Tuổi đinh mạo bạn nên chọn một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tuổi kỷ mạo hãy thoải mái với người thân trong gia đình tội tân mẫu không nên đả kích nói xấu người khác tội quỷ mẫu tránh tiêu xài phung phí do ham rẻ con số may mắn số 17 số 82 màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi hợi năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của những chú rồng trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi còn giáp này chỉ cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thì cơ hội thăng tiến sẽ được rộng mở trước mắt. Môi trường làm việc thoải mái cũng tạo điều kiện cho con giáp này an tâm phát huy năng lực bản thân. Tình cảm Vận trình tình cảm có bước tiến rõ rệt, người độc thân dễ dàng tìm thấy người tâm đầu ý hợp nhờ sự may mỏi của người thân, bạn bè. Cuộc sống vợ chồng ấm êm, thuận hòa đem lại những cung bậc cảm xúc thăng hoa cho người trong cuộc. Tài chính, Vận trình tài lộc bình ổn, nguồn thu nhập bất ngờ đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái. Bản mệnh có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều. Cẩn trọng, cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới hòa khí trong gia đình. Tuổi giáp thân, bạn không còn tâm trí dành cho gia đình của mình. Tuổi bính thân, nay phải chi phối cảm xúc của bạn một cách tiêu cực. Tuổi màu thân, dễ đánh mất lòng tin của mọi người tuổi canh thân ngày mới có nguồn nguồn năng lượng dồi dào tuổi nhâm thân nghỉ ngơi và tiệc tùng bên người thân con sổ may mắn số 2 số 35 màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi thân 6 tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi còn giáp này thường đưa ra các quyết định theo cảm tính nên khó tránh khỏi các sai sót ngoài ý muốn. Để tránh dẫn tới các hệ quả nghiêm trọng, con giáp này nên cân nhắc thiệt hơn lợi hại kỹ lưỡng trước mọi sự lựa chọn của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp sóng gió, bản mệnh thường bày tỏ sự nóng giận vô cỡ lên những người thân yêu. Cuộc sống hôn nhân có dấu hiệu đổ vỡ, bản mệnh nên chuẩn bị tinh thần thật tốt trước những biến động này. Tài chính còn trên tai lọc bất ổn, công việc diễn ra khó khăn, ảnh hưởng ít nhiều tới chất lượng cuộc sống của con dắp này. Tuổi ất tỵ hoàn thành được các nhiệm vụ được giao. Tuổi đinh tỵ hạn chế những tham vọng quá cao. Tuổi kỷ tỵ chuyện công việc còn thiếu quyết đoán. Tuổi tân tỵ dường như mọi thứ đang trở nên quá ồn ào. Tuổi quỷ tỵ các mối quan hệ tốt đẹp được nảy nở. Con số may mắn, số 9, số 37, màu sắc may mắn, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi sửu 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều biển động, thông minh, linh hoạt, nhạy bén giúp cho con giáp này không bỏ lỡ những thời cơ thăng tiến tốt trên con đường công danh sự nghiệp. Tuy nhiên, người tuổi ngọ thiếu khéo léo trong việc cân bằng cảm xúc dẫn tới không ít tình cảnh giờ khóc giờ cười. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa, cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc, ấm êm trở thành ước muốn của không ít người. Người độc thân dễ dàng tìm được người phù hợp trong các mối quan hệ đồng nghiệp bạn bè. Tài chính, vận trình tài lộc sáng rõ, người tuổi ngọ may mắn đón nhận nhiều tin vui trong ngày liên quan đến vấn đề tiền bạc. Song việc chi tiêu bất hợp lý có thể đưa bản mệnh rơi vào tình trạng chảy túi. Cẩn trọng, tâm tình bất ổn, xa xúc. Tội giáp ngọ, bạn có nguy cơ bị rơi vào tình huống hiểu lầm. Tội bính ngọ, thời gian sẽ chứng minh lời bạn nói là đúng. Tội mậu ngọ, lúc này bạn nên im lặng tránh nổi nóng. Tội canh ngọ, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi tuổi nhâm ngọ, nỗ lực của bạn sẽ sớm được đền đáp. Con số may mắn số 4, số 19, màu sắc may mắn màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi Công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra hành thông thuận lợi. Các kế hoạch đều diễn ra đúng như kỳ vọng mà còn giáp này đặt ra. Tuy nhiên, thành công đến quá nhanh dễ khiến cho những chú dê trở nên lơ là, chủ quan và không có sự đề phòng bất cẩn trước các những diễn biến xung quanh. Tình cảm, phần trình tình cảm có chút rắc rối, tình cảm trao đi sâu đậm và nồng nhiệt bao nhiêu đến cuối cùng lại chỉ nhận được sự thờ ơ lạnh cảm của đối phương. Nếu cảm thấy không thoải mái trong mối quan hệ hiện tại hãy mạnh dạn chấm dứt ngay. Tài chính, vận trình tài lộc có bước tiến rõ rệt, nguồn thu nhập đến từ công việc chính lẫn các nghề tài trái đem lại cho con giáp này cuộc sống dư dả sung túc. Cẩn trọng, sức khỏe xa xúc, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dạ dày, đường ruột do ảnh hưởng của thổ khí vượng. Tuổi ất môi, bạn là người vừa có tâm lại có tâm. Tuổi đinh môi, gia đình là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời nhất. Tuổi kỷ mùi phải cẩn trọng khi cho người khác vay tiền. Tuổi tân mùi cuối tuần bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi. Tuổi quỷ mùi quá nhiều khó khăn phải đối mặt. Con số may mắn số 1, số 45, màu sắc may mắn màu cam màu trắng, quý nhân phù trợ, tụ tí. chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối xôn xẻ còn giáp này trong ngày sẽ đón nhận nhiều tin vui liên quan đến mối quan hệ xã giao hợp tác làm ăn nhờ vào cách ứng biến và cách xử lý tài tình khéo léo của con giáp này mỗi quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp đều rất tốt, giúp cho bản mệnh thỏa sức sáng tạo, thể hiện năng lực của bản thân. Tình cảm, vận trình tình cảm kém sắc, tuổi thân và nửa kia thường xảy ra mâu thuẫn, bất đồng ý kiến vì không tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi dạy con cái. Con người độc thân khó tìm được ý chung nhân vì ảnh hưởng của đào hoa dữ. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn lợi, tăng lên chóng mặt giúp cho con giáp này thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân mà không cần phải lo nghĩ nhiều. Cẩn trọng, đề phòng va chạm sâu xác có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuổi giáp thân có cực khổ cũng không oán than. Tuổi bính thân việc mình thì mình làm, đừng quan tâm thiên hạ. Tuổi mậu thân nên tỉnh tới chuyện đòi nợ từ bây giờ. Tuổi canh thân đừng mua hàng qua mạng dễ bị lừa. tuổi nhâm thân, công việc vẫn duy trì ở trạng thái cũ. Con số may mắn số 11, số 20, màu sắc may mắn màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc Vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối suôn sẻ. Một vài vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ cũng không thể làm khó được khả năng ứng biến linh hoạt của những chú gà. Thành công có được trong thời điểm hiện tại không chỉ đến từ sự hỗ trợ của những người xung quanh mà còn dựa vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh. Tình cảm, vận trình tình cảm tốt đẹp Cuộc sống vợ chồng ấm êm, hạnh phúc là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người trong cuộc vượt qua các áp lực cuộc sống. Người độc thân dù chưa tìm được người trong mộng nhưng đang có người theo đuổi. Tài chính Vận trình ta lộc rực rỡ, nhờ ngày hôm nay mà nguồn thu nhập của con giáp này tăng lên đáng kể. Cẩn trọng, sức khỏe gặp vấn đề trở ngại, ăn không ngon, ngủ không sâu, cơn đau đầu dữ dội dễ tái phát khiến cho con giáp này cực kỳ mệt mỏi. Tội ất dậu, ai cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn. Tội đinh dậu, bạn hoàn toàn vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Tội kỷ dậu, chần chừ gì nữa mà không mở tiệc cuối tuần. Tội, quỷ giàu rất nhiều quốc ức dồn nén trong lòng. Tội, tầng giàu bạn phải tự tin hơn nữa trong cuộc sống. Con số may mắn, số 40, số 56, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tội thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuốt, công việc, Phần trình công việc của tuổi tuốt trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Nhờ có các tinh nâng đỡ nên con giáp này dễ dàng vượt qua được các khó khăn một cách ngoạn mục. Bản mệnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và được cấp trên cất nhắc lên những vị trí cao hơn. Tình cảm, phần trình tình cảm kém sắc, thời gian dành cho nhau ít nên dễ đi đến những nhạc phai ràng nứt người độc thân vì không biết cách thể hiện tình cảm mà vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý. Tài chính, vận trình tài lộc khởi sắc, nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể, giúp cho con giáp này cũng có được chất lượng cuộc sống hiện tại. Cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ, hạn chế, đến những nơi đoạn đường vắng hay ao hồ sông suối một mình. Tuổi giáp tuất bạn năng lực vượt trội, dễ vừa lòng người trên. Tuổi bính tuất sau này cuộc sống của bạn có nhiều may mắn. Tuổi Mậu Tuất bên ngoài tuy nóng tính nhưng thực ra rất tốt bụng. Tuổi Canh Tuất làm việc có uy tín nên ai cũng nảy. Tuổi Nhâm Tuất sức khỏe đang xuống dốc âm thầm. Con số may mắn số 3, số 71, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 12. tử vi hàng ngày của tuổi hợi, công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra xuân sẻ, còn giáp này trở nên sáng suốt, quyết đoán hơn khi đứng trước các quyết định quan trọng. Tuy nhiên, bản mệnh cần hạn chế cái tôi và sự bảo thủ, đồng thời học cách lắng nghe để có sự thay đổi phù hợp với công việc đang làm. Tình cảm, vận trình tình cảm không được như mong muốn. Tuổi hợi trở nên nóng nảy và dễ bày tỏ cảm xúc tiêu cực với các thành viên trong nhà. Điều này vô tình khiến cho không khí gia đình ngọt ngạt, căng thẳng và nặng nề. Tài chính, vận trình ta lọc khả quan, nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng tiến đem lại cho con giáp này cuộc sống đáng mơ ước. Cẩn trọng, thiếu thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói dẫn tới các cuộc mâu thuẫn không mong muốn. Tuổi ất hại, tuổi này được gia đình giúp đỡ khá nhiều. Tuổi đinh hoài, phải chuẩn bị kỹ vì nhiều khoản cần phải chi tiêu tuổi kỷ hợi có thể sẽ mất nhiều thời gian cho công việc tuổi tân hợi bạn nên quan tâm đến gia đình hơn tuổi quý hợi sức khỏe gần đây không ổn định con số may mắn số 22 số 55 màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tý